Đây là hình ảnh giữa lòng hồ phía thượng nguồn của hồ Đăng Kia, Suối Vàng vào những ngày đầu mùa khô. Cả một vùng lòng hồ rộng lớn vài hecta đang bị cạn nước, đất nước nẻ khô khốc. Giữa lòng hồ chỉ còn lại một con suối nhỏ chảy len lỏi với lượng nước rất ít. Nguồn nước ít ỏi còn lại này được nhiều bà con nông dân tận dụng để tưới tiêu cho cây trồng. Không chỉ là nơi cung cấp nước chính cho vùng nông nghiệp ở khu vực này, điều đáng lo ngại hơn, tình trạng khô hạn của hồ Đăng Kia, Suối Vàng đang đe dọa nguồn nước sinh hoạt của thành phố Đà Lạt trong thời gian tới. Bởi hồ nước này chính là nguồn cung cấp nước chính cho thành phố Đà Lạt và một phần của huyện Lạc Dương. Một lãnh đạo của công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng cho biết, hiện tại mực nước của hồ Đăng Kia, Suối Vàng đang tiến sát mức nước chết, mức đáng báo động do ảnh hưởng của khô hạn, và nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài thì rất có khả năng sẽ bị thiếu hụt nước trong thời gian cao điểm khô hạn sắp tới. Để tạm thời đối phó với tình trạng khô hạn hiện tại, công ty cấp thoát nước Lâm Đồng đề nghị nhà máy thủy điện Ancoret giảm công suất phát điện để nâng mực nước hồ Đăng Kia lên. Tình trạng khô hạn của hồ Đăng Kia, Suối Vàng đã xảy ra liên tục trong nhiều năm qua. Đây là một tín hiệu đáng báo động về vấn đề nguồn nước ở một hồ nước lớn cung cấp nước chính cho huyện Lạc Dương và thành phố Đà Lạt. Để bảo vệ và quản lý nguồn nước một cách bền vững, cần sớm thực hiện các biện pháp cụ thể để đối phó với tình trạng khô hạn hiện tại và sớm xây dựng một hệ thống quản lý nguồn nước chặt chẽ hơn trong tương lai.